Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Minh Kiệt Bán Xe. Rồi xin thông báo với quý vị là hôm nay em mới vừa cầm được một chiếc Suzuki Sachia. Đó. Mẫu này là cực kỳ thịnh luôn. Nói chung là chiếc xe này được tất cả những giới trẻ đam mê, mẫu mã rất là bắt mắt nha quý vị. Đó, mẫu mã đó. Quay ra ngoài cho quý vị xem. Xíu nữa mình sẽ báo giá cho anh em giật mình luôn. Chung là xe này giá cực kỳ rẻ luôn nha anh em nhớ xem ủng hộ mình nha, xem về có gì alo mình nha anh em. Không kìa, nói chung là xe em đăng lên là được quý vị ủng hộ, em cũng xin cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nha. Đó. Đầu dẹp nghe quý vị. Anh em xem clip nhớ bấm vô nút đăng ký và bấm cái chuông nha anh em, để mốt mình đăng xe bán anh em cũng biết đường xem ha. Này là cặp mâm Raider nha quý vị. Này là được đi cặp mâm Raider, đĩa này là đĩa lớn ha. Đó. Nói chung mẫu mã chiếc xe này được một người bạn là dọn khá là đỉnh ha. Chung xe này dọn lại hết nghe quý vị. Dọn lại từ đầu tới đuôi luôn, ken sa ben luôn. Rồi, vô chi tiết. Đây là bánh trước, vô chi tiết bánh trước luôn. Đó, đĩa Nissin mâm Raider. Cặp mâm này có đóng là chữ Suzuki ở trong cái đây luôn nè quý vị. Trong đây nè. Tối quá không quay không thấy cho quý vị xem nè. Đó, Suzuki luôn ha. Raider nha. Vỏ vẫn còn gai nguyên luôn. Đó. Nói chung là mình quay xe là mình quay rất là chi tiết. Đây là xe được dán dán tem, dán keo trong nghe chứ không phải tem chùm. Dán keo trong. Lột ra là nó bóng. Nè, nói chung là dàn áo được dán keo trong hết nha. Nên anh em khỏi sợ dàn áo chày. Này là chày keo trong không à. Lọt ra là bóng mới tinh luôn. Lốc máy. Đó, các bạn thấy không? Khá là đẹp nha quý vị. Mình quay chậm chậm cho quý vị xem á. Có một điểm này bị lỗi nè quý vị. Là cái móc ở trong đây bị gãy, phải là bắt con ốc này vô trong luôn, chỉ lỗi một điểm vàng lông lỗi chỗ này nè, còn toàn bộ là ok. Cái bô này bô ghim theo xe luôn nè, bô ghim theo xe nhưng mà cái bô này đã sơn lại nha quý vị ơi. Nói chung là chiếc xe này giấy thanh lý nha anh em. Giấy thanh lý tịch thu xung quỹ nhà nước bán ra. Xe này thì bao chạy ok.
đĩa trước đĩa sau ha, quay chi tiết cho anh em xem nha, chậm chậm gì cho anh em dễ xem, có lỗi với điểm nào anh em cũng thấy ha. Nhưng mà chiếc xe này thì mình đã nhìn kỹ hết rồi, chỉ lỗi một hai điểm thôi. Và phía tay phải cho anh em xem, không có gắn kiến ha, này là cục máy 120 nha anh em, giấy là giấy 110 nhưng mà máy đã lên 120 hết rồi. Nói chung là nó như chiếc xe chia 120 vậy đó, nhưng mà giấy tờ là 110, đầu nòng cũng đúng là 110 luôn ha, còn để 110 luôn. Nòng Suzuki Cool LED. Anh em nhìn thấy ha, xe cực kỳ đẹp nha anh em. Ở ngoài nhìn như một con xe mới vậy đó. Nó có chạy chạy về nhẹ nhẹ cái lớp keo trong ở ngoài thôi. Còn lại là lọc ra là bóng, cực kỳ bóng luôn. Đó, chậm chậm cho anh em xem ha. Cái này không phải chạy nha anh em. À, cái này hình như nó chạy đúng rồi, cái này chạy nhẹ anh em ơi, chạy nhẹ một điểm rồi, nhưng mà lọt keo trong ra thì cũng không biết sao, cái này có keo trong ha. Này là hình như câm này là của season này là mới thay luôn anh em ơi, mới thay luôn, xe thay sơn mới luôn, nhông xin vẽ thấy mới quá trời mới nè. Cái này là dính bụi nha, này là dính bụi nè, mình chưa rửa ra nha, dính bụi bụi nha anh em nè, để mình chùi cho anh em xem nè, đó chùi ngang cái bóng đen thui luôn ha. Đằng sau này thì nó cũng hơi có chốc chốc ít nước sơn ha, còn cặp gấp thì không có bị chốc nha anh em, cặp gấp là đen quyền luôn, dính bụi nè, thấy không, tại mình cầm mình để lâu á, khoảng tháng rưỡi mình mới đem ra mình bán, thường là cầm một tháng nhưng mà để tới tháng rưỡi mình mới thanh lý. Có cái chân gác này nó cũng hơi cũ cũ nè, này bằng gang mình đánh nhẹ lại là sáng lại. Mình lấy cước cái mình đánh lại là nó sáng rồi. Hình như đồng hồ này mới thay anh em ơi. À đây đây đây, có điểm lỗi đây. Hình như cái dàn đầu này bị hở rồi, có dán keo lại nè. Những cái điểm này về mình có thể mình chỉnh sửa lại. Mình vô thợ làm móc cái móc này nè, chắc có lẽ là cái này bị gãy móc nè. Này dán keo là hết rồi anh em ơi, gỡ ra sơn lại là móc lại, hoặc là thay cái đồng mới này chắc cũng không có nhiêu tiền đâu. À, cái đồng hồ này được chạy là 7.466 km.
tay cầm nè, cái nhắc à, sau bên đây nó hơi hở hở xíu nè anh em, này về hãy dặn, lại ha. Bên đây thì khít nè, bên đây đẹp, cực kỳ đẹp nè, tay ga rất là mềm ha, nè nhận nhẹ. Có chỗ này chịu chóc cái sơn ngoài này nữa nè, bụi không nè, đụng đụng xíu nè, tay đang thui nè. Nè chỗ này sơn lại nghe anh em, nói chung là xe cũ thì cũng phải có những đặc điểm, cũng không phải là đẹp hết được. Nè cái cụm này là mình chắc ăn là hàng đúng của nó luôn nè, tại cái này nhìn thấy nó cũ hơn những cái phần này, nó móc móc nè, phần cụm tay nè, cụm nút đề đây đây đây, theo năm tháng nó bị phai màu nè, ở trong nó còn đỏ tươi. Đây cái nút bên đây cũng vậy nè, này chỉ có này xấu à, dán keo bắn kiến á, keo dán kiến á, nó bị chóc chóc này nè. Rồi thì mình xin báo giá với cái ai với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì hôm nay mình thanh lý với giá là 30 triệu. Giấy là tịch thu xung quỹ nhà nước nha anh em. Nhà nước bán ra nha, nên anh em khỏi sợ, khỏi lo. Mua về chạy ok. Đó. Mẫu mã rất là thịnh hành. Quá đẹp luôn à, anh em ơi. Cái mẫu xe chia tem này hình như tem chế xe chia, cái khúc này hình như là khúc chế thêm cái gì nè, khúc này của cái khúc tem này là của hình như là không phải là theo xe này nè, có dán thêm nè. Bên đây xem có không, à bên đây cũng có luôn anh em ơi, đây đây có. Nhưng mà mình nhớ không lầm là cái tem đó của thằng FX ha, FX nó có tem này nè. Mình nhớ chiếc FX là có tem này nè. Nhưng mà dán vô nhìn thấy cũng khá là đẹp ha. Đó. Rồi anh em nào thích chiếc xe này hãy gọi mình nghe anh em. Dàn áo thì nói chung là dàn áo green đó, à, bộ bánh mâm thắng đĩa này là của thằng Sa Chia, ủa của thằng Rider. Cục máy thì khỏi bạn miễn bàn này, rất lắm, nhưng mà máy làm nghe anh em, nào mình nói trước ha, đồ là làm lại hết rồi, nhưng mà dọn lại rất là ngon. Cục máy 6 số nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.